Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Indo Token, nhận 4.500 token Indo mạng lưới Solana nha các bạn. Thì như các bạn đã biết thì trên những dự án Solana thì chúng ta cần phải có cái ví Sol và có đồng Sol trên đó để chúng ta làm phí giao dịch và phí áp token. Thì tham gia vào cái dự án hôm nay, các bạn sẽ nhận được là 4.500 token Indo. Và Anrop này nó sẽ phân phối cho chúng ta vào ngày 23 tháng 5 tới đây nhé. Ok, thì tham gia vào dự án hôm nay cũng đơn giản thôi. Các bạn cần phải có một cái ví nhé. Thì cái việc đầu tiên của các bạn cần làm đó là các bạn mở cái ví Sol của các bạn ra. Các bạn mở cái ví Sol của chúng ta ra, chúng ta add cái con token Indo này vào nhé. Chúng ta có nghĩa là connect các bạn. Bạn nào muốn connect thì connect, còn bạn nào không muốn connect thì chúng ta add token thôi. Các bạn mở ví của các bạn ra. Ok. Sau khi các bạn mở cái ví Sol của các bạn ra rồi thì nhiều bạn sau khi mở cái ví Sol ra mà ấn vào nút dấu cộng này nè. Mà nó không hiện ở cái phần là man mono input này để chúng ta add token đấy. Thì các bạn thu nhỏ cái hình ảnh của các bạn lại nhé. Nhiều khi các bạn là mở phóng to hình ảnh ấy thì nó sẽ không hiện cái phần đó, nó che lấp cái phần đó đi. Thì các bạn nhớ thu nhỏ hình ảnh trên trình duyệt của các bạn lại thì sẽ hiện thôi. Ok, thì sau khi các bạn mở ví Sol của các bạn ra rồi thì các bạn ấn vào nút dấu cộng này nè. Cái dấu cộng ở trên ví của các bạn này. Sau đó các bạn chọn vào phần là Man Mono Inbox. Ok, sau đó thì nó sẽ hiện ra cái dòng như thế này. Thì chúng ta add cái con token Indo này vào ví Sol của chúng ta nhé. Ok, thì ở phần token Min Address này có nghĩa là contract. Thì contract của con token thì các bạn quay trở lại với cái form. Thì trên cái form, ở cái phần đầu tiên nó có để cho chúng ta là cái contract và cái token name và symbol của nó. Thì các bạn copy lại cái contract của con token Indo này giúp mình nhé. Thì min address có nghĩa là contract đó các bạn. Các bạn copy lại giúp mình. Đây này. Từ E1 tới VA nhé. Các bạn copy lại cái đoạn contract này. Ok, sau đó các bạn quay trở lại với cái ví Sol của các bạn. Các bạn dán cái đoạn contract đó vào đây, chỗ phần là token min address này. Tiếp theo đó là token name. Token name thì các bạn điền cho mình là Indo giúp mình. Các bạn viết ho nhé, Indo. Symbol các bạn cũng ra ghi là Indo giúp mình luôn. Ok. Sau đó thì các bạn ấn vào nút ADD Add này. Các bạn nút ấn vào nút Add thì các bạn đợi một chút để cho nó trả phí nhé. Một lượng phí nhỏ thôi các bạn. Ok, sau khi nó trả phí xong thì nó hiện confirm như thế này. Thì con token nó sẽ hiện ở trong đây cho các bạn. Đây là con token Indo này nhé. Đây là con token Indo. Ok, sau khi các bạn add contract xong thì các bạn quay trở lại form. Các bạn kéo xuống đây. Thì cái việc đầu tiên nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ ví Solana nhé. Cái ví Solana address thì các bạn quay trở lại với cái ví Sol của các bạn. Sau đó các bạn nhấn vào phần Sol này nè. Các bạn nhấn vào chữ Sol này nè, cái token token Sol đó. Sau đó các bạn ấn vào mục resend. Sau đó các bạn copy lại cái địa chỉ ví Solana của bạn, ví Sol ấy. Sao chép lại, các bạn ấn vào biểu tượng copy này. Sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái địa chỉ ví Sol của các bạn vào đây. Thì ở phần add token vào ví của các bạn thì ở phần này nhiệm vụ này các bạn sẽ nhận được là 1.000 token Indo nhé. Ok, tiếp theo đó thì nhiệm vụ tiếp theo đó là nhiệm vụ nhận 2.000 tiếp tục Indo, có nghĩa là ở phần này thì nó yêu cầu chúng ta là chia sẻ lại bài viết trên Twitter, sau đó điền lại link bài viết chúng ta chia sẻ. Ok, kèm với cái hashtag Indo và Indo Spy Token. Thì các bạn copy lại cái đoạn hashtag này cho mình. Và copy lại cái đoạn hashtag tới đây giúp mình nhé. Từ Indo and Indo Spy Token này nè, các bạn copy đoạn hashtag này. Sau đó các bạn nhấn vào cái đường link Twitter này. Ok, thì ở cái bài viết này nè, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ. Các bạn chọn vào phần vote tweet, tweet là bạn bình luận nhé. Sau đó các bạn dán cái đoạn hashtag đó vào đây. Các bạn xóa chữ end đi nhé. Các bạn chỉ cần ghi cái hai cái hashtag này thôi. Các bạn xóa chữ end đi. Ok, sau đó các bạn vào phần tweet chúng ta đăng lại bài viết này. Sau đó thì các bạn quay trở lại tường nhà. Các bạn chọn avatar. Các bạn chọn một hồ sơ profile. Các bạn chọn tiếp vào phần là tweet và reply. Các tweet và đã trả lời ấy. Sau đó các bạn copy lại cái link bài viết bạn vừa chia sẻ nhé. Thì ở dưới bài viết nó sẽ có cái dấu mũi tên lên, các bạn nhấn vào. Sau đó các bạn chọn phần copy link to tweet. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại form. Các bạn dán cái link bài viết đó vào đây. Ok. Nhiệm vụ tiếp theo đó là chúng ta là follow kênh mạng xã hội Twitter và điền lại username. Nhiệm vụ này chúng ta sẽ nhận được là 1.000 token.
Ok các bạn, có phần tờ vector. Thì trên tờ vector của InnoSBL token này các bạn tiến hành ấn vào nút follow. Sau đó thì các bạn quay trở lại tường nhà, các bạn chọn avatar. Các bạn copy lại cái username ở dưới phần tên của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại form. Các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây. Tiếp theo đó là join Discord và điền lại username. Ok, ở nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ nhận là 500 token. Ok, các bạn ở phần Discord nhé. Thì các bạn phải có ứng dụng Discord sẵn nhé. Các bạn có thể tải ứng dụng Discord về và đăng nhập sẵn nhé. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái link trên form này này. Các bạn nhấn vào. Thì nó sẽ tự động mở cái ứng dụng Discord của các bạn ra thôi. Sau đó nó sẽ hiện ra cái giao diện là chấp nhận lời mời join vào nhóm Discord của dự án. Thì các bạn nút Accept Invite chấp nhận nhé. Ok, sau khi các bạn join xong thì các bạn chọn vào phần dấu ba gạch ở phía góc trên bên tay trái của các bạn. Sau đó các bạn nhấn vào cái avatar của các bạn này. Ok, thì các bạn nhấn vào cái avatar thì nó sẽ ra trang cá nhân bên trong Discord của các bạn thôi. Và các bạn copy lại cái username Discord của các bạn nhé. Thì đây là cái username Discord của các bạn này. Các bạn chỉ cần lấy ngón tay các bạn nhấn vào thôi thì nó sẽ tự động copy thôi nhé. Đây là cái username Discord của các bạn. Các bạn nhấn vào, các bạn copy. Sau đó các bạn quay trở lại form. Các bạn dán cái username Discord của các bạn vào đây. Đấy, như vậy là xong thôi. Và cuối cùng đó là phần referral by, có nghĩa là ở phần này là phần red. Thì phần red này thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái địa chỉ quý của cái người mà giới thiệu các bạn ấy nhé. Thì ở phần cái địa chỉ quý này thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Các bạn copy lại, các bạn điền vào phần này nhé. Còn và tối đa là 20 red thôi nha các bạn. Và thì qua mỗi lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 500 token Inno cho một referral. Thì bạn nào mà muốn đi tiện red á thì kêu các bạn vào quý Sol Wallet của các bạn ấy. Các bạn copy lại cái địa chỉ quý Sol, kêu red của các bạn á, nhập lại cái địa chỉ quý Sol của các bạn vào phần này. Vào phần dưới này này thì sẽ thành link red của các bạn thôi nhé. Ok, thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ rồi thì các bạn kiểm tra lại các bạn đã điền đầy đủ thông tin hết chưa. Sau đó các bạn kéo xuống đây, các bạn ấn nút gửi, chúng ta tiến hành gửi form đi và chờ đợi nó phân phối token thôi. Ok, thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 4.500 token INO đến từ dự án INO token đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn video tiếp theo.